cho anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi đời đông của đen là AVC A11XV, một trong những dòng âm đi khủng long với thiết kế trọng lượng của nó lên tới là 23,6 kg và size của nó rất là to nha anh em. Chiều ngang là 434 mm và chiều cao là 178 mm, chiều sâu là 500 mm. Máy về đập long lanh luôn, kèm theo kiện dinh thoải mái luôn, cảm ứng nha, cực kỳ hiếm có luôn. Bấm cảm ứng ở phía trên và phía dưới luôn nha. Rồi kết nối phía sau, hậu sâu 500 mm, sắt cắm mạ vàng hết toàn bộ nha. Cọc loa bắp chuối cao cấp, thường được sử dụng trong những cái dòng loa high end, dòng âm đi cao cấp luôn. Rồi đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ cổng tụ điện HD đưa vào out sẽ xuất sang TV. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống và cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa đây. Và ngoài ra ta vẫn có thể sử dụng nó để làm giải mã DAC với cổng Real full cổng luôn nha. Real là phong center surround soundbar đầy đủ luôn. Sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan. Size to lớn nha. Chiều cao lên tới là 178 mm. Đoàn âm AVC A11XV điện áp 100V công suất là 480W. Máy đẹp long lanh. Rồi con này thì vẫn hỗ trợ cho chúng ta bộ điều khiển equalizer chỉnh bass chép đầy đủ nên chất âm của nó rất là sáng, và cộng với bộ giải mã DAC panel sensor nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm sạch sẽ và chi tiết nhất nha. Rồi để cài đặt equalizer thì anh em nhấn giùm em là system setup nè. Ta sẽ di chuyển tới cái mục là advanced play, nhấn enter và di chuyển xuống menu equalizer setup, nhấn enter. Và ta sẽ có thể lựa chọn là từng loa hoặc là tất cả nha. Rồi ta sẽ nhấn enter đây. Rồi dãy tần từ 60Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg nha. Rồi để tắt mở equalizer thì anh em nhấn giùm em là zoom EQ off nha, tắt EQ và on lên để mở nha. Rồi để điều chỉnh bass chép thì đây nó sẽ có surround parameter, nhấn enter, nhấn mũi tên ngang, rồi tone off nha, nhấn mũi tên xuống và cộng trừ bass, nhấn mũi tên xuống và cộng trừ chép nha. Để sử dụng chế độ hai kênh thì ta sử dụng chế độ là direct stereo, và để sử dụng chế độ 7 set stereo có thể nghe nhạc bằng 7 loa nha, ta sẽ nhấn nút là 7 set stereo. Rồi máy đẹp long lanh luôn, vuông thành sắc cảnh hết luôn nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, cổng DVD, đây là cổng HDMI. TV cổng quang. Tắt EQ. Mở EQ. Cổng CD cổng analog. Mở EQ.
hai loa chính nha, loa center nằm ở một phía nha. Rồi loa Saroa. Rồi loa Sarabac. Saroa. Sarabac. Tấm rất là khỏe nha anh em, với thiết kế công suất ở loa 8 ohm là 140W nha. Dãy tần từ 20Hz cho tới 20kHz. Tấm 14 so thang to. Mà đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Dòng này là cực kỳ hiếm nha. Chơi hay và trưng bày đẹp. Rồi anh em quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.